hồi ngon ngư lan sau một năm dài xa. Thục anh, mây đêm phái lạc, được nhiêu tiền đưa cho anh? Mây đêm phái lạc mà diễn bao nhiêu tiền nữa thôi à? Ông có thể bán tôi vài đêm nữa cho những thằng khác, nếu ông thấy số tiền này quá ít. Bây giờ tôi là vật mua bán của ông mà. Mà nhưng tao không cần điều đó. Tao chỉ cần mày yêu tao tha quánh nè, có bao nhiêu đó thôi. Mà mày không yêu tao, mà mày yêu cái thằng giờ cả đời nó không bao giờ sống được. Mày định nhớ, tao chỉ yêu mày, tao chỉ yêu mày quánh thôi. Mà mày đối xử với tao tàn ác như thế vậy. Nhưng dù sao tôi vẫn có con với ông mà. Không, mày đừng nói con với tao. Đó là con của thằng Quách Dương. Thôi chứ mày về ở với tao, mày có thai với nó, mày có biết không? Ông còn muốn gì nữa chứ? Tôi như mây về đã bôi xóa hết đường về của tôi. Tôi xa lắm tất cả những người thân của tôi. Tôi làm nô lệ cho ông. Tao không cần điều đó. Tôi sống vì nó. Đó là tất cả những gì còn sót lại của tôi mà. Mày nói chuyện với tao, mày đi đâu đó? Tôi vào với con tôi. Vào với con mày à? Mày nghe cho rõ đây. Con của mày, tao sai hai thằng tài xế nó dục xuống sông rồi, mày nghe rõ không? Ông nói gì? Mày nghe cho rõ đây, miếu tìm xác con mày ra sông Sài Gòn mà rớt xác nó đi. Bà ơi, mày tàn ác con là ác quỷ, mày là loài thú không còn chút linh hồn. Tao thành ác quỷ cũng do mày giống anh ơi. Mày có biết không? Tao thành ác quỷ cũng do mày, cũng do mày đó anh ơi. Trời ơi, sao nỡ giết chết con tôi, mình chỉ còn hơi tôi tận về tay đầu nào đi các chúa xa con. Làm tròn bổn phận anh ơi, giọt máu của chúng mình, chúng đã cướp mất con đâu, mất con rồi. Em phải sống sao đây? Nỗi đau đớn, nỗi nhục nhằn đày đọa linh hồn và thể xác. Anh Dương ơi, mong vỗ tay lên bạn Lan ơi. Ta không bên nhau trong hạnh phúc. Những ai đã gây cho mối tình tan vỡ, để tình chúng tôi nay đành lỡ lời. Anh ở đâu? Ôi em vẫn bên tai nghe lời anh quan tâm thương nhớ, xin để anh cho em.
nằm yên không trôi dây bao giờ. Em ở đâu em? Anh đi tìm em đây. Bà con cô bác ơi, có ai thấy cô ca sĩ không quân hay chị giùm tôi? Quân ơi, em còn sống hay là em đã chết? Bà con ơi, ai thấy cô ca sĩ không quân chị giùm tôi? Quân ơi, em còn sống hay em đã chết? Nhiều đêm tay trắng anh đảo bơ với mộng đơn tình hay đưa vàng chơi thức trọn đêm nay đây nhớ thương em anh. Nhớ từng nụ cười ăn mặc, nhớ lời ngọt ngào nguyên tóc em thơm giấc ngủ dịu. Biết giờ này em có nhớ anh không? Có nghe tình yêu thức dậy trong lòng Quân ơi, ước gì trở lời yêu ước làm xinh đừng giận hơn em. Cảm ơn, cảm ơn. Anh ơi, đừng bao giờ nói chia lìa sẽ làm tôi mệt em lắm. Đã thương nhau chưa phụ lòng nhau. Thức tròn đêm nay đây nhớ thương anh. Chúng nói ôi nhớ gì hơn nhớ người yêu. Em ơi tháng bảy mưa đâu có cầu thước trên dài ngân hà chức nơ xa dân anh Giang ơi. Còn anh nhớ em chỉ bằng giấc mong cốc hận vì ai gây cảnh đắng cay đầy và anh xong kiếp đã
đang coi việc dày đâu, khi tương tương lay bịch mà tâm tối mà lội đi dày không có ngày mai, vì người ta cướp đi đôi mắt của anh rồi. Quá ơi, em ở đâu em? Anh đi tìm em đây. Còn nữa à? Tiếp để. Trời, tưởng vật tưởng hết rồi, không quanh vô uống nước. Quân ơi, anh Quân Dương. Hả? Ai? Ai gọi tên tôi? Em là Thục Quân đi. Hả? Thục Quân, em còn sống hả? Anh ơi, trời ơi, tôi đang tỉnh hay tôi đang mơ? Không, em về với anh bằng xương bằng thịt. Anh ơi, đã mấy năm trời người ta chia cách, nay em về sớm hợp lòng em à.
mấy năm dài anh vất vả lang thang, chỉ thương con trẻ đó làm chi ngăn tôi mà chịu đỏ đầy trong kia sắp ăn sắc. Nay về rồi anh hết xa đất tôi, quãng đời còn lại đang mấy sống. Dương ơi, một lấy này em đừng ta ước ước vì em lấy sức. Cảm ơn chị Hằng.